phải kính thưa cha Gioan Bautista Vũ Văn Kiện là cha quản lý tòa giám mục Hải Phòng. Sự liên đới giữa gia đình cụ Trương Tới với giáo họ chúng con, hôm nay cha đã về dâng lễ cầu nguyện cho cụ. Thưa các vị, cụ Tới trong lúc còn trẻ khỏe sinh thời, cụ đã tham gia vào ban hành giáo, tức là 36 năm và 28 năm là làm của huynh đoàn Đoa Minh của giáo xứ. Cụ là một người giáo ban hành giáo rất có năng động về giáo lý và tin mừng. Cụ mất đi, gia đình mất một người cha, người ông, người cụ. Giáo họ chúng ta mất đi một người cây đại thụ. Thưa các cụ công các bà, tất cả trong giáo xứ chúng ta biết cụ Tới là một người mẫu mực của giáo xứ. Trong lúc ra trong giáo họ, bất chấp làm một công việc gì, cụ đều là những người hy sinh đến bàn tham gia để cho trong những cái công việc được rất là chú đáo. Hôm nay cha về dâng lễ cầu nguyện cho các cụ, cho cụ và tổ tiên trong giáo họ chúng ta, được tất cả cộng đoàn chúng ta về đây hiệp dâng cùng với cha xứ để cầu nguyện cho cụ. Ở đây con xin kính mời cha xứ và thân nhân gia đình cùng tất cả những mọi người mà là học trò của cụ trong cái thời kỳ cụ còn sống cũng như là cụ đã qua đời, và thực tế những học trò của cụ đến bây giờ là 60-70 tuổi vẫn còn, thì cũng nên thắp một nén hương cho cụ và tất cả cộng đoàn chúng ta. Thank you.
nhân anh cha và con và thánh thần. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Cộng đoàn phụng vụ thân mến, cây có cội, nước có nguồn, con người có tổ có tiên. Nhân dịp tháng 11, tháng cầu nguyện cho các linh hồn, và chắc chắn trong chúng ta ai cũng có tổ tiên, có ông bà, có cha mẹ. Chúng ta đã đến các phần mộ tại Nghĩa Trang để dâng hương, cầu nguyện, tham dự thánh lễ. Và trong suốt tháng này, chúng ta luôn luôn tưởng nhớ những người thân yêu của chúng ta đã qua đời. Tưởng nhớ đến người thân yêu của chúng ta qua đời không hẳn là tháng 11, nhưng qua mỗi ngày, qua thánh lễ, chúng ta hiệp dâng thánh lễ qua hy tế thập giá của Đức Giêsu và sự phục sinh của Ngài để cầu nguyện cho các linh hồn. Hôm nay cũng trong dịp khi ông Trương Matthew Trần Văn Thới qua đời, tôi không có về dâng lễ được, thì hôm nay cùng với cộng đoàn chúng ta cầu nguyện cho tổ tiên và cũng cầu nguyện cho linh hồn Matthew Trần Văn Thới, một người có công cũng như là có rất nhiều đóng góp nơi giáo họ giáo xứ của chúng ta đây. Chúng ta bước vào thánh lễ với tâm tình thống hối, chúng ta lại xin lòng thương xót của Chúa thanh tẩy tâm hồn chúng ta, cũng như xin Chúa đón nhận các linh hồn và linh hồn Matthew hưởng niềm vui trên nước trời. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi đã đến nơi gọi là Cavario, bọn lính đóng đinh Chúa Giêsu vào thập giá cùng với hai tên trộm cướp, một đứa bên hữu và một đứa bên tả người. Một trong hai tên trộm cướp bị đóng đinh cũng phỉ báng người rằng: "Ông chẳng phải là Đấng Kitô sao? Hãy tự cứu mình và cứu chúng tôi nữa." Đối lại, tên kia mắng nó rằng: "Mày cũng chịu đồng một án mà chẳng sợ Thiên Chúa sao? Phần chúng ta như thế này là đích đáng, vì chúng ta chịu xứng với việc chúng ta đã làm. Còn ông này, ông có gì xấu đâu?" Rồi anh ta nói: "Thưa Ngài Giêsu, khi nào về nước Ngài, xin nhớ đến tôi." Chúa Giêsu đáp: "Quả thật tôi nói cho anh biết, ngay hôm nay anh sẽ ở trên thiên đàng với tôi." Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời Thiên Chúa. Kính thưa quý cụ ông bà anh chị em, trong cuộc sống của chúng ta hay nói về hai cái từ, cái chữ nhớ và chữ quên. Người ta nói rằng nhớ đến một người nào là làm cho người đó sống dù người đó đã chết. Quên đi một người nào là làm cho người đó chết dù người đó đang còn sống. Quên đi một người nào đã chết là làm cho người đó chết hai lần, chết vĩnh viễn. Và nếu sống mà ai cũng chê cũng ghét thì sống cũng như chết, và ngược lại, mới hay chết thời gian lâu nhưng ai cũng thương cũng nhớ nhắc tới thì chết cũng như đang sống. Và Đức ông cũng cầu mong cho chúng ta hãy sống giữa lúc chết, chứ đừng khi đang sống mà như chết rồi. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, Chúa Giêsu khi đến trần gian này thì Ngài luôn ý thức rằng mình xuất phát từ Chúa Cha, Cha từ Chúa Cha mà đến, và Thầy sẽ đến thế gian.
Nay Thầy lại bỏ thế gian mà về cùng Chúa Cha. Cuộc đời của Chúa Giêsu luôn nhớ và ý thức rằng Chúa Cha ở trong Ngài và Ngài ở trong Chúa Cha. Ngài đã đến trần gian để thực hiện thánh ý Cha và mong ơn cứu độ cho trần gian. Khi thực hiện sứ mạng thiên sai, Đức Giêsu đã tuyển chọn 12 tông đồ. Ngài nhớ tên từng ông, nhớ từng tính cách và từng hoàn cảnh của gia đình các ông. Không những thế, Chúa Giêsu còn nhớ tới những người mà người gặp gỡ trên mọi nẻo đường của Palestina năm xưa, như những nhà lãnh đạo Do Thái, những người bình dân, trẻ em, những người bệnh tật, những người quỷ ám và những người tội lỗi nữa. Trong bài tin mừng chúng ta vừa nghe, tin mừng của Thánh Luca hôm nay, thì kể lại Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thập giá cùng với hai tên gian phi, tức là hai người có ăn trộm. Nhưng hôm nay người trộm lành đã xin với Chúa Giêsu: "Ông Giêsu ơi, bao giờ Ngài vào nước của Ngài xin nhớ đến tôi cùng." Ấn tượng nhất là lúc quan trọng nhất cuộc đời của người trộm đã mở miệng ra với Chúa Giêsu: "Anh không xin xuống khỏi thập giá, anh không xin bớt cái đau đớn mà người ta đóng đinh anh, nhưng anh xin Chúa Giêsu có một điều, đó là nhớ đến anh khi vào nước Thiên Chúa." Và quả thực Chúa Giêsu đã nhớ tới anh và đã thực hiện một điều mà anh đã xin: "Hôm nay ta cho ngươi ở trên thiên đàng với ta." Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, tưởng nhớ người thân yêu của chúng ta qua đời, cách riêng là đối với cụ Trương Matthew, đó là một khoảng thời gian xác định, có thể là một tuần, có thể là một tháng, có thể là một năm hay nhiều năm, đó là diễn tả cái thời gian của kẻ ở người đi. Nhớ đến những người thân yêu của chúng ta đã qua đời không hẳn là sự đau đớn với những giọt nước mắt lăn dài trên gò má của những người thân trong gia đình chúng ta, nhưng là nhớ đến những người thân yêu của chúng ta trong thân phận của con người, sinh lão bệnh tử, cuộc đời như bông hoa sớm nở tối tàn, và thân phận yếu đuối và hay chết của con người. Để chúng ta cầu nguyện cho họ, trong thánh lễ Misa, chúng ta dâng lên Chúa của lễ hy sinh là thập giá của Đức Giêsu. Nhưng Đức Giêsu đã bước qua cuộc tử nạn và Ngài phục sinh, và cũng cho những người thân yêu của chúng ta đã qua đời được phục sinh với Ngài. Nhớ đến người thân yêu của chúng ta đã qua đời, đó là một sự hiệp thông trong đức tin để nối kết ân sủng qua việc chúng ta xin lễ cầu nguyện cho họ, như trong bài đọc thứ nhất chúng ta nghe trích ở sách Ma-ca-bê quyển thứ 2, khi ông Giu-đa Ma-ca-bê đã xin hy lễ cầu nguyện cho những người đã chết, và đó là nền tảng kinh thánh cho tập quán cầu nguyện cho những người đã chết. Và đó cũng là lời mời gọi mỗi người chúng ta hãy nhớ đến những người đã qua đời bằng sự hiệp thông cầu nguyện, thánh lễ chúng ta dâng, cũng như thực thi những công việc bác ái để nhường lại cái công phúc, những ân xá đó cho những người quá cố. Nhớ đến người thân của chúng ta không chỉ là nhớ đến công đức của họ khi còn sống. Ví dụ như trước thánh lễ, ông trùm chính nói về những công lao của cụ Trương Matthew, nhưng không nhớ những gì họ đã từng sống với chúng ta, làm ơn làm phúc cho chúng ta, là những người cha, người mẹ, người ông, người bà, anh chị em, bạn hữu đã ngang qua, đã từng sống với chúng ta một thời, đã có những kỷ niệm khó quên. Nhưng cũng là dâng những công phúc của họ cho Chúa và xin Chúa thưởng công cho họ vì những việc họ làm khi còn sống, đã làm cho Chúa, đã làm cho giáo xứ, đã làm cho giáo họ, đã làm cho các gia đình và làm cho cá nhân bản thân mỗi người chúng ta. Nhớ đến những người đã qua đời trong gia đình chúng ta cũng là dịp để chúng ta cố gắng sống mỗi ngày theo giáo lý của Chúa, theo đạo đức của con người, sống tử tế, sống chân thành,
sống vì lợi ích chung của gia đình, lợi ích chung của dòng họ, lợi ích chung của giáo xứ và cộng đoàn chúng ta. Đừng sống bon chen, đừng sống ích kỷ, chỉ vì tìm lợi ích cho cá nhân, tìm lợi ích cho gia đình của mình, đèn nhà ai nhà ấy rạng. Và sống như thế là chúng ta phải sống trong cái mối tương quan với những người xung quanh, hàng xóm láng giềng. Như thế chúng ta mới cảm nghiệm được cái tình yêu, tình liên đới với những người còn sống cũng như người qua đời. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, trên đồi Canvê năm xưa, Chúa Giêsu đã nhớ đến người trộm lành khi bị treo trên thập giá với Chúa. Và hôm nay trong thánh lễ này, chúng ta cũng cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời cũng như linh hồn cụ Trương Matthew. Và mỗi khi chúng ta tham dự thánh lễ này là thánh lễ hiện tại hóa mầu nhiệm tử nạn và phục sinh của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu không chỉ nhớ đến những người thân yêu của chúng ta, nhớ đến cụ Trương Matthew trong thánh lễ này, nhưng Chúa đã nhớ đến những người thân yêu của chúng ta đã qua đời, như lời nguyện cầu trong đầu thánh lễ của sách lễ Roma, cầu nguyện cho những người tín hữu đã qua đời. Lạy Chúa, linh hồn ông bà cha mẹ, linh hồn Matthew, nơi người thân yêu này, chúng con không thể nào quên họ được. Lẽ nào Chúa lại không nhớ đến họ? Và trong cái kinh nguyện thánh thể hai, chúng ta vẫn xin Chúa cũng nhớ đến những người anh chị em, những người đã qua đời của chúng con được an nghỉ trong niềm vui và hy vọng. Và chúng ta xác tín hơn vào sự liên đới giữa những người chết với Đức Giêsu, như trong cái bài đọc 2 của Thánh Phaolô đã nói: sống là sống cho Chúa và chết cũng là chết cho Chúa, vậy dù sống hay chết chúng ta đều thuộc về Chúa. Chúng ta cùng dâng lên Chúa trong thánh lễ cầu nguyện cho các linh hồn cũng như cầu nguyện cho cụ Trương Matthew hôm nay. Và một lần nữa, chúng ta cùng tuyên xưng niềm tin trong kinh tiền tụng thứ nhất cầu cho các tín hữu đã qua đời. Vì lạy Chúa, đối với các tín hữu Chúa, sự sống thay đổi chứ không mất đi, và khi nơi nương náu ở trần gian này bị hủy diệt, tiêu tan, thì lại được một chỗ ở vĩnh viễn trên trời. Chúng ta phó thác những người thân yêu của chúng ta đã qua đời, chúng ta phó thác linh hồn cụ Trương Matthew của chúng ta cho Chúa. Xin Chúa nhớ đến, xin Chúa thương đến những người thân yêu của chúng ta, linh hồn Matthew chúng ta đã qua đời, mà đưa họ để hưởng niềm vui với chủ của mình là Đức Giêsu Kitô. Hôm nay chúng ta cũng xin Chúa luôn nhớ công và tưởng thưởng cho những người thân yêu của chúng ta cũng như cụ Trương Matthew. Bởi vì cuộc đời của chúng ta sống dài hay sống ngắn trên hành trình dương gian này không quan trọng, mà đã sống trọn niềm tin và trung tín với Chúa mặc dù cũng gặp những thử thách đau khổ chuyên chuyên của cuộc đời. Chúng ta trong tháng 11 này, ngày mùng 2 tháng 11, chúng ta đã ra những phần mộ của những người thân yêu, thắp một nén hương, dâng một bó hoa hay đọc một lời kinh để cầu nguyện cho họ. Chúng ta cũng nhớ tới họ, cũng thương tới họ, cũng bùi ngùi với họ. Nhưng điều ấy không quan trọng vì họ đã chết về phần xác, nhưng linh hồn và trái tim của họ vẫn còn sống mãi nơi gia đình, nơi những người thân yêu của chúng ta, bởi vì họ luôn luôn có tình liên đới với những người trong gia đình, ông bà, cha mẹ, anh chị em và mọi người. Cách riêng với cụ Trương Matthew thì cụ ra đi về phần xác, nhưng trái tim của cụ vẫn hiện diện nơi gia đình, những người con, người cháu, người chắt, nơi những người bà con nội ngoại, những người trong giáo xứ giáo họ. Nhân vô thập toàn, không ai không vướng khỏi những tội lỗi, vấp ngã và yếu đuối. Chúng ta lại xin lòng thương xót, mau quên tội lỗi của kiếp nhân sinh con người, cũng như cụ Trương Matthew khi còn sống ở trần gian này. Bởi vì bao lâu con người ta đầu đội trời chân đạp đất, lúc đó con người chúng ta yếu đuối, tội lỗi.
Chúng ta xin Chúa đón nhận các linh hồn cũng như linh hồn cụ Trương Matthew hưởng niềm vui trên nước trời mà mỗi người chúng ta mỗi ngày mong đợi. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, những người thân yêu của chúng ta hôm nay không còn hiện hữu với chúng ta trên mặt đất này, nghĩa là không hiện diện với chúng ta. Chúa đã đưa họ về với Chúa trên về quê trời. Mỗi người chúng ta có bổn phận luôn nhớ đến những người qua đời, cách riêng những người đã từng sống với chúng ta qua một thời, có thể lâu hoặc có thể là ngắn. Nhớ không chỉ là ôn lại kỷ niệm của một quá khứ, nhưng là hiếu thảo, là cầu nguyện, là dâng lễ và làm những việc lành phúc đức để dâng cho Chúa, để tưởng nhớ, để chỉ cho họ, để cho họ bớt phần phạt ở lửa luyện ngục. Trên bia mộ của một người đã khuất thường ghi đậm một niềm tin và sự sống sau. Nơi đây là yên giấc ngàn thu và mong đợi ngày sống lại. Và như Thánh Francisco Assisi đã nói, chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời. Trong niềm tin vào Đức Kitô từ đạn phục sinh, chúng ta luôn xác tín và mang niềm hy vọng và ơn cứu độ đời đời mà Chúa đã hứa cho mỗi người chúng ta khi mà mọi người chúng ta cùng tuyên xưng Đức Giêsu là đường, là sự thật và là sự sống, để những ai tin vào Ngài thì sẽ được sống lại và trong ngày sau hết. Chúng ta hy vọng như thế cho các linh hồn cũng như linh hồn cụ Trương Matthew. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, xin cho các linh hồn và linh hồn Matthew được nghỉ yên muôn đời và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên các linh hồn ấy. Amen. Xin mọi người đứng lên hiệp lời cầu nguyện.